Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp thời sự pháp lý của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin tối nay ngày 9 tháng 1 năm 2022 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trưa ngày 9 tháng 1, nguồn tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an thành phố đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được nghi can nổ súng uy hiếp cướp ngân hàng ở Hải Phòng. Theo đó, nghi can này đã nổ súng cướp khoảng 3 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn, đã bị công an bắt giữ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 9 tháng 1, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi can gây vụ cướp tại phòng giao dịch Vietcombank, khu vực Định Vũ, khi nghi can này đang lẫn trốn một khách sạn ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Nghi can gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Tăng vật thu giữ bước đầu gồm khẩu súng ngắn cùng một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người. Nam khai nhận với cơ quan công an, một mình mua súng ngắn để thực hiện vụ cướp ngân hàng. Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đang thực hiện di lý nghi can về Hải Phòng. Công an xác định khoảng 15 giờ 20 phút chiều 7 tháng 1, Nam mặc áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang mang theo ba lô vào phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, sau đó, Nam rút ra một khẩu súng ngắn chỉ vào nhân viên bảo vệ uy hiếp, rồi chỉ súng vào nhân viên ngân hàng ngồi trong quầy giao dịch đe dọa. Trong quầy giao dịch, nhân viên ngân hàng sợ hãi đưa các vật có thể là các cọc tiền cho người mặc áo đen. Nam vừa nhận tiền cho vào ba lô vừa tiếp tục chỉ súng vào nhân viên ngân hàng. Sau khi cướp được số tiền khoảng 3 tỷ, Nam quay ra cửa, thấy trước cửa có nhân viên bảo vệ đứng chắn. Nam chỉ súng ra đe dọa rồi đeo ba lô đi ra ngoài, dùng súng uy hiếp lấy xe máy của bảo vệ rồi bỏ trốn. Theo nguồn tin từ công an, sau khi cướp được một số tiền lớn tại phòng giao dịch ngân hàng, Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua một chiếc xe máy phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki ZX 10R 000 cm khối làm phương tiện chạy trốn. Nam sử dụng chiếc mô tô phân khối lớn này di chuyển tới khu vực tỉnh thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên lẫn trốn. Nguồn tin của PLO cho biết khẩu súng mà nghi can Nam sử dụng để cướp ngân hàng là khẩu súng công cụ hỗ trợ. Tại phòng giao dịch ngân hàng, Nam đã nổ một phát súng uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng, buộc nhân viên quầy giao dịch phải đưa tiền cho mình. Thưa quý vị, gần đây báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc liên quan đến vấn đề hát karaoke gây ồn ào sau 22 giờ. Bạn đọc Thanh Hà đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi cho chúng tôi rằng sau một thời gian thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 thì những người trong xóm của tôi lại tổ chức hát karaoke inh ỏi. Có những hôm họ hát đến hơn 22 giờ rất ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh. Cho tôi hỏi hiện nay mức phạt hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn ào sau 22 giờ là bao nhiêu? Mức phạt của năm 2022 có khác gì so với năm 2021? Dưới đây là những giải đáp đến từ luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Điều 8 Nghị định 144-2021, quy định đối với trường hợp gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng Mức phạt trên cũng áp dụng đối với các trường hợp không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung, bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Ngoài ra, trường hợp dùng loa phóng thanh, chiên, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cô động ở nơi công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền thì mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Khi vi phạm các hành vi trên thì ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. Lưu ý, nếu người vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần mức phạt nêu trên. Trước đây, theo Nghị định 167-2013, thì với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức. Còn hiện nay, mức phạt hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn ào sau 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân. Đối với tổ chức thì mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Như vậy, mức phạt cho hành vi này hiện nay đã tăng khá nhiều so với năm 2021 trở về trước. Sáng 9 tháng 1, nguồn tin PLO xác nhận công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà hàng Kim Dung khiến 4 người thương vong. Theo nguồn tin này, sáng 8 tháng 1, các công nhân đang thi công sửa chữa và xây mới công trình tại nhà hàng Kim Dung, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. Dàn giáo sập khiến 4 công nhân rơi xuống, vụ tai nạn lao động đã khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nguồn tin này cho biết thêm, đại diện chủ nhà hàng Kim Dung xác nhận có vụ việc trên. Chủ nhà hàng này cho biết các công nhân tử vong và bị thương là người bên thầu xây dựng đang thi công công trình tại nhà hàng. Đây là vụ tai nạn lao động ngoài mong muốn. Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ gia đình các nạn nhân và chăm lo cho người bị thương tốt nhất, chủ nhà hàng này nói thêm. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là HTG, 42 tuổi, thành phố Thủ Đức và DHH, 38 tuổi, quê Kiên Giang, ghi nhận tại nhà hàng. Nhà hàng đang trong quá trình sửa chữa, xây mới nên có rất nhiều dàn giáo được dựng. Tại khu vực xảy ra vụ việc vẫn đang được che bạc phong tỏa. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, mới đây ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký ban hành văn bản kết thúc giới hạn thời gian ra đường trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định kết thúc việc giới hạn thời gian ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 28 tháng 11 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Sóc Trăng ngày càng phức tạp, ca nhiễm cộng đồng liên tục tăng Chủ tịch tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp đặc biệt, công vụ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tỷ lệ người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 đạt hơn 98%, số ca nhiễm trong cộng đồng ngày càng giảm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán và sản xuất kinh doanh, Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kết thúc việc giới hạn thời gian ra đường đã ban hành ngày 28 tháng 1 2021 kể từ ngày 8 tháng 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức tự giác phòng chống dịch trong cán bộ, công chức và nhân dân. Các cuộc họp, hội họ nghị tập trung đông người thì tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên đối với những người ngoài cơ quan, đơn vị đến tham dự. Theo quyết định về công bố cấp độ dịch mới đây, Sóc Trăng là tỉnh có dịch cấp độ 2, nguy cơ trung bình. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về plo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn